Hello, chào mừng các bạn đến với LE Gaming. Và đây sẽ là một video để chúng ta cùng bàn với nhau xem là ở thời điểm này rồi thì các bạn nên farm di vật nào cho nhân vật của mình nhé. Và trước khi bắt đầu video thì mình cũng xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi, thì nhấn like, subscribe cho kênh cũng như là ủng hộ Wibu Game nếu như các bạn có nhu cầu để giúp đỡ cho tụi mình nha. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Rồi, câu hỏi đầu tiên mà chắc các bạn sẽ nhận ra đó là khi nào mình nên farm di vật, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì phải nói một điều là việc farm di vật sẽ phải là ưu tiên gần như là cuối cùng. Đúng vậy, việc các bạn farm di vật sẽ phải là ưu tiên cuối cùng. Các bạn phải ưu tiên cái gì đầu tiên ạ? Đầu tiên là cấp độ của nhân vật. Để các bạn phải nâng lên những con số mà cao nhất mà các bạn cần có ở cấp độ của các bạn. Thì những khi các bạn cần phải farm đó chính là những cái farm nguyên liệu nâng bậc này. Đấy, farm những cái nguyên liệu nhân vật này xong rồi các bạn đi qua nón ánh sáng đó, farm những cái nón ánh sáng của mình. Sau đó các bạn bay qua cây vết tích, các bạn farm ở chỗ này. Quan trọng nhất là phải farm được mấy cái cục vết tích bự này nè, rồi sau đó farm level. Rồi sau khi các bạn xong hoặc tạm thời xong những cái phần đó, bởi vì có thể có những vết tích nó không ổn lắm, nhưng mà hầu hết là những vết tích này ổn này. Sau khi cái đó xong rồi thì các bạn mới nghĩ tới việc farm di vật. Tại sao? Bởi vì như các bạn cũng biết là việc các bạn farm những đồ trước đó thì các bạn còn một lượng tài nguyên cố định là các bạn hoàn thành xong luôn. Còn việc farm di vật các bạn có thể tốn 1 ngày, 10 ngày, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Biến số nó quá lớn. Và như các bạn đã nhìn thấy trong các video mà tụi mình đã đăng lên, tụi mình đã farm 2.000 nhựa, 4.000 nhựa, 6.000 nhựa để farm cho một nhân vật nào đó, đúng không ạ? Thì các bạn cũng hiểu là cái độ cực khổ của nó như thế nào rồi. Trong khi đó những cái tài nguyên mà các bạn dùng cho bất tích nè, các bạn đổ một lần xong là xong, các bạn không cần nghĩ về nó nữa, được không ra? Tuy nhiên việc farm cho nhân vật này sẽ phải đi kèm với việc là các bạn farm cho team. Có nghĩa là sao? Tức là các bạn sẽ theo team, một team hoàn thành xong một team thì các bạn mới đẩy sang team thứ hai, ví dụ vậy. Xong team thứ hai thì bắt đầu khi các bạn có dư dả tài nguyên rồi các bạn mới bắt đầu đi gọi là upgrade, các bạn mới bắt đầu đi optimize, tức là các bạn đi tối ưu cho cái nhân vật các bạn đang có và các bạn nhân vật mới, ví dụ vậy. Cho nên việc ưu tiên hàng đầu là các chỉ số về vết tích, về level, về nón ánh sáng là mình khuyên là hãy hoàn thành nó đầu tiên. Khi hoàn thành rồi mà từ giai đoạn mà các bạn hoàn thành những cái chỉ số cũ này nè, chỉ số như thế này nè, cho đến khi mà các bạn đến cái giai đoạn đột phá tiếp theo, ví dụ như là từ level 40 lên level 45 hay level 50 chẳng hạn, nó quá lâu, thì bắt đầu hãy cái khoảng thời gian trống đó bắt đầu hãy farm di vật. Nhưng mà cũng nên chừa lại một khoản để các bạn farm trước cho cái nhân vật mới của các bạn sau ha. Rồi còn farm di vật mình nhắc lại sẽ là ưu tiên gần như là cuối cùng. Ok không? À, vậy ha, vậy chốt lại, farm di vật sẽ là ưu tiên gần như là cuối cùng. Nên farm những vết tích, những level và nón ánh sáng càng sớm càng tốt. Xong rồi hãy chuyển qua bên này, bên di vật, được không ta? Rồi, đó là cái đầu tiên. Vậy thì mình đã hoàn thành xong những cái bước đó rồi, vậy thì bây giờ di vật nào để mình farm? Thì đầu tiên mình sẽ ưu tiên cho những bạn mà chưa có, gọi là chưa có di vật đi. Thì bây giờ là em có một cái lượng tài nguyên giới hạn như thế này thì em nên farm cái gì bây giờ? Thì mình sẽ ưu tiên farm cho một chỗ mà nó áp dụng cho nhiều nhân vật. Thì trong những cái bí cảnh hiện tại trong game này á, thì đầu mình sẽ ưu tiên vài cái mình thấy nó có giá trị nhiều hơn một số cái chỗ còn lại. Thì đầu tiên là cái chỗ con đường ngự trị này, là nó sẽ có hai set. Set đầu tiên là set lượng tử, set thứ hai là set thiết bị bão tuyết. Thì tại sao là cái set này, cái chỗ này? Tại vì cả hai cái đồ này đều có tác dụng cho, một cái là cho carry của các bạn và cái hai cho support của các bạn. Đầu tiên mình sẽ nói tới cái bộ sát thương lượng tử này, thiên tài xuất chúng này. Tại sao nó lại là ưu tiên số 1 của mình? Bởi vì bộ 4 gây sát thương lên mục tiêu địch sẽ bỏ qua 10% phòng thủ của địch. Cái này là con carry nào của bạn cũng làm được, không nhất thiết con carry của bạn phải là lượng tử. Nếu mục tiêu có điểm yếu lượng tử thì bạn sẽ bỏ thêm 10% phòng thủ nữa. Ở thời điểm đầu của các bạn chơi game, các bạn sẽ gặp khá quái lượng tử. Cho nên nếu các bạn có bộ 4 này là các bạn bỏ qua 2% lượng tử luôn, bỏ qua 2% phòng thủ luôn thì nó sẽ lợi tốt. Các bạn cũng đừng ke cái 1% lượng tử này, nếu như trừ khi các bạn cầm chuyên tre hoặc là Sueji hoặc là Bronza thì cái này là quá tốt, còn nếu không có thì thôi không sao. Nhưng mà còn cái option, option 4 này nè là carry nào cũng cầm được, cho nên ở thời điểm đầu khi mà các bạn farm bộ này á, thì các bạn farm bộ 4 á, thì nó sẽ tốt hơn. Còn bộ thứ hai là cái bộ mà thiết vệ bỏ tuyết này á, tại thì các bạn có thể là option là sát thương phải chịu giảm 8%. Đây là cái option mà mình nghĩ là tốt nhất ở thời điểm đầu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn không có quá nhiều tài nguyên và khi các bạn mong muốn các bạn làm những content, ví dụ như content vũ trụ mô phỏng nè, content sảnh đường nè, thậm chí content kể chuyện nè, thì riêng kể chuyện thì ở thời điểm này thì chúng ta cần tốc độ, chúng ta cần nhân vật. Chính xác là gần như là Himeko và Hota. Nhưng mà đối với những content vũ trụ mô phỏng, content sánh đường thì cái việc mà sát thương đầu ra của các bạn gần như là không quá nổi trội. Nhưng mà cái thứ để giúp cho các bạn qua được những content đó, đặc biệt là vũ trụ mô phỏng, là khả năng chống chịu, khả năng sinh tồn. Nó là khả năng sinh tồn. Thường là ở vũ trụ mô phỏng các bạn sẽ nhận được rất nhiều búp, nhưng mà các bạn không có đủ máu, các bạn bị ăn một lần sát thương, các bạn dễ nằm thì các bạn không có qua được. Thì cái bộ thiết bị bỏ tuyết này á, support nào cũng nhận được hết. Nó cần phải bảo kê chính nó đã, rồi chừng nào các bạn cứng hơn, các bạn lên level, các bạn đủ đồ hơn thì các bạn bắt đầu qua những cái set khác. Thì đó là câu chuyện của sau này, nhưng mà ở thời điểm đầu này mình nghĩ là cái bộ thiết bị bảo tuyết này sẽ rất là hợp. Mà bởi vì cả hai đứa này nằm chung một chỗ, đó là con đường ngự trị. Mà chỗ này nó lại ở đâu à? Nó lại ở Belobog luôn, ngay chỗ này nè. Cho nên là cái việc mà các bạn dễ kiếm được nó ở ngay là một, mình kiếm được nó ngay là 1.0 luôn mà, cho nên là cái việc mà kiếm được nó sẽ rất là dễ. Đây là cái bộ mình sẽ recommend cho beginner ha. Các bạn nên farm set này trước khi các bạn lên, khi nào các bạn lên tầm 55 60 á, 60 65 gì đấy á, thì khi đó các bạn hãy qua những cái thì bạn tối ưu cho, bắt đầu tối ưu cho nhân vật của mình rồi, tối ưu cho từng nhân vật thì bắt đầu bạn mới đi farm từng set riêng cho từng nhân vật để tối ưu hết. Nếu các bạn muốn. Còn nếu không thì những cái nhân vật mà các bạn không cần phải quá tối ưu về mặt chỉ số, ví dụ như mình ở thời điểm hiện tại luôn, những con mà mình đang sử dụng, ví dụ như đơn cử như là Bella này, thì như các bạn thấy đó, Bella vẫn đang thay thiết vệ bình thường, không có vấn đề gì cả. Thậm chí tại vì thực tế là những con nhân vật mà support á, họ không cần một cái chỉ số quá căng thì cứ thiết bại thôi, đúng không? Cho HP luôn, 4.300 vẫn chơi được rất ổn. Đó là bộ đầu tiên. Bộ thứ hai mà mình muốn recommend cho các bạn á thì nó Bersanjo Lofu. Đây, con đường dược sứ. Đầu tiên á, con đường dược sứ này á, nó ở Bersanjo Lofu và nó có hai option, hai bộ. Thì đầu tiên là môn đồ trường họ. Thì thật ra cái môn đồ trường họ này thì nó giúp cho các bạn sống sót ở cái mảng HP này thôi. Còn nếu mà các bạn có những carry ví dụ như Clara nè, thậm chí đây là trấn của bộ di vật trấn của Blade, thì đây là môn đồ trường họ tốt. Còn nếu không, nếu các bạn có những con carry khác thì cái phần option 4 này vẫn làm được. 16% tỷ lệ bổ kích là một con số không nhỏ, nó rất ổn cho những bạn mà ban đầu, bởi vì chúng ta thiếu tỷ lệ bổ kích rất nhiều. Thứ mà ngoài vị diện ra thì nó chỉ cần nằm ở đồ thôi, mà các bạn nếu như không đủ tài nguyên để các bạn farm ở đồ thì rất là khó. Cho nên là nếu mà các bạn farm được bộ này cũng được, nhưng mà cái chính ở chỗ này nó nằm ở chỗ này nè. Đây, tính số chung là không gian hacker. Thì ở cái bộ này là cái bộ duy nhất có option 2 món tăng tốc ngay chỗ này luôn, tăng tốc luôn. Và nếu như mà bộ 4 món mà thì thi triển tuyệt kỹ đơn mục tiêu phe tay là toàn bộ phe tay tăng 12% tốc, tổng cộng là 18% tốc độ. Thì đây sẽ dành cho những con support thuộc hạng là trụ phú, hoặc là trụ phú không phải trụ phú kiểu Ganger nha, trụ phú kiểu búp bình thường, hoặc như là hô hô chẳng hạn này, hoặc là những con hòa hợp nào cũng cầm được này hết á. Cho nên là cầm cái này rất là tốt cho support của các bạn, cho những nhân vật hỗ trợ của các bạn có thể tăng tốc cho cả team. Bởi vì chỉ số tốc thật ra mà nói nó là chỉ số tốt, lúc mình thì không có chê tốc độ, tại vì mình muốn nhanh hơn quái mà. Cho nên là cái việc mà có được những chỉ số mà thường là việc farm rất là cực, nha. Và chúng ta cần 100 những con số tốc nó cao để chúng ta qua được quái, tại thường quái tốc cao hơn, ví dụ vậy. Đó. Ngoài ra thì mình sẽ còn một bộ nữa mà ở phiên bản 2.4 này mình có thể khuyên các bạn có thể nên cân nhắc. Đó là cái bộ này, Tiên Phong Cung Đường Mộng Mỹ, với hai bộ là Tiên Phong Trong Biết Chết với lại bộ Thợ Đồng Hồ. Tại sao? Bởi vì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có bộ Thợ Đồng Hồ là bộ dành cho tấn công kích phá. Bộ này sẽ dành chủ yếu dành cho những nhân vật sử dụng tấn công kích phá nhiều. Mặc dù nó không rộng như những support bây giờ, nhưng mà chúng ta có một nhân vật miễn phí và rất mạnh, đó là Men. Đây là bộ trấn của cổ và cổ hoặc ảnh. Đây là bộ trấn của Men. Cho nên là nếu mà ra được cái bộ này thì rất là tốt. Hiện tại đang meta break mà, meta break chưa qua được meta mới đâu, cho nên ở thời điểm hiện tại này đây là một bộ đó mình cũng khá là recommend cho các bạn. Bộ thứ hai là Tiên Phong Cho Đức Chết. Thì cái này các bạn nhìn cái này á thì các bạn thấy sát thương ngay ra cho cái địch bị ảnh hưởng hiệu ứng xấu tăng 12%. Cái option hai món này rất là tốt nè. Hiệu ứng xấu trong game này có bắt đầu có thể kể đến, như ngoài những hiệu ứng DOT ra thì khi các bạn phá vỡ điểm yếu thì cái mà hiệu ứng mà được phá vỡ điểm yếu các bạn gài lên nó cũng là tính là hiệu ứng xấu. Ngoài ra là ngoài những hiệu ứng đó ra còn những hiệu ứng mà giảm phòng thủ của, ví dụ như giảm phòng thủ của Bella, gài debuff những con nhân vật khác, thì cái việc này nó sẽ cho các bạn thêm 12 cho sát thương nữa cho bất kể carry của bạn là ai luôn. Và bộ 4 món thì cũng tăng tỷ lệ bạo kích luôn và tăng sát thương bạo kích cho cái địch có nhiều hiệu ứng xấu hơn. Thì cái này cần cho các bạn nhiều team nó cho nhiều hiệu ứng xấu hơn chút xíu, nhưng mà cái option 4 món này vẫn tăng cho các bạn những chỉ số khá là khó kiếm là tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích. Thì đây là cái phù hợp cho các carry của các bạn để có thể gây thêm sát thương một cách chủ động mà không nhất thiết, không phụ thuộc vào hệ, không phụ thuộc vào quái được. Thì đây là những cái bí cảnh mà những cái chỗ mà generic nhất mà mình có thể tìm, mình có thể recommend cho các bạn cho về di vật. Đó là về di vật ha. Còn vị diện thì sao? Vị diện thì thật ra nhá, vị diện thì mình sẽ có vài option, cho các bạn luôn. Đầu tiên là chỗ này, tường đồng vách sắt. Cái này là vị diện World 3, nhưng nhớ không nhầm là World 3 của vũ trụ mô phỏng. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai bộ là Trạm Hỗn Không Gian và thứ hai là Sancho Không Có Tuổi. Cả hai bộ này nó đều cực kỳ generic, bởi vì đầu tiên nó có tấn công. Rồi Trạm Hỗn Không Gian nó cho bút cho bạn tấn công, và tấn công thì hầu hết các nhân vật đều chơi tấn công cả. Tất nhiên là có một số ngoại lệ, nhưng mà hầu hết các nhân vật đều chơi tấn công. Cho nên là cầm cái này đi cho carry cũng được, cho support cũng được, rất là tốt. Nó đủ độ rộng để các bạn có thể farm một cách lâu dài cho nhiều nhân vật. Và thứ hai là Sancho Không Tuổi. Cái đây là gần như là một cái mà không thể thiếu cho các nhân vật thuộc hàng hỗ trợ support, bởi vì nó cho tấn công toàn phe tăng 8% khi chỉ cần người trang bị tốc trong 2 trở lên thôi. Và toàn phe, và cái hiệu ứng này là có thể stack với nhau được, có nghĩa là nếu như team các bạn có cầm 2 hoặc 3 hỗ trợ thì cả team cũng đều tăng attack, khá là tốt. Và vì đây là vị diện cho nên là thường là các bạn sẽ đi farm vũ trụ mô phỏng, rồi sau này bây giờ mới có vũ trụ sai phân này, thì các bạn farm một lần cho nhiều nhân vật khác nhau với nhiều chỉ số khác nhau. Có một người cần hiệu suất nè, con người cần kích phá, người cần tấn công, người cần HP, thì farm cái này sẽ dễ ra hơn. Đấy. Rồi một bộ nữa mà mình nghĩ là chỗ nữa là Nguyệt Hòa Bán Sinh nè. Chỗ này như là World 7 thì nó sẽ có hai bộ là bộ đấu trường ngôi sao và bộ khung bị gãy. Bộ đấu trường ngôi sao sẽ tăng các bạn 8% tỷ lệ bạo kích, chỉ là tăng tỷ lệ bạo kích luôn thôi. Nhưng mà nếu như mà các bạn có thể build được lên 70% tỷ lệ bạo kích trở lên á thì sẽ tăng thêm 2% sát thương ghi ra, tăng không chiến kỹ. Cái option thứ hai này các bạn có thể không cần. Nếu mà nhân vật của các bạn không ưu tiên quá nhiều về tỷ lệ bạo kích không lên được cỡ đấy nếu các bạn ở thời điểm ban đầu. Còn nhưng mà 8% tỷ lệ bạo kích này là lúc nào cũng có này, chỉ cần các bạn đủ bộ hai món là xong này. Nhưng mà cái mình quan tâm nhiều hơn á đó là chỗ bộ khung bị gãy này. Bởi vì cái bộ khung bị gãy này á nó sẽ tăng kháng hiệu ứng, nó sẽ bảo vệ cho, thường là cái bộ này nó sẽ gần giống như là nó sẽ so sánh được với lại cái bộ Seiyu không tuổi này nè, là nó cũng là bộ cho support này. Đây, nó sẽ tăng kháng hiệu ứng cho người trang bị, tức là support các bạn sẽ đỡ bị CC hơn, đỡ bị CC hơn. Và khi kháng hiệu ứng tăng độ 3% trở lên thì sát thương bạo kích của toàn bộ phe tăng 10%. Nếu như carry của các bạn không chơi theo tấn công thì bộ khung bị gãy là option ngon hơn. Nhưng mà nếu như bạn chơi tấn công thì thật ra bộ khung bị gãy vẫn chơi được, bởi vì tăng sát thương bạo kích mà ai chả ham, đúng không? Trừ khi bạn chơi DOT thôi. Cho nên là ở mình sẽ recommend các bạn là cầm hai bộ này để các bạn đi farm cháy máy này. Còn nếu như các bạn xa hơn một xíu nữa thì các bạn có thể nghĩ tới cái việc dùng con chắc hoặc bát ở World 4. Thì đây là cái bộ mà mình có thể ưu tiên cho các bạn này, bởi vì nó cho các bạn hiệu suất hồi năng lượng. Đây là gần như là bộ duy nhất cho các bạn hiệu suất năng lượng. Và ngoài ra thì các bạn sẽ được ưu tiên hành động 40% cho một số trường hợp là các bạn cần support các bạn đi trước làm nền. Ví dụ như là Ron May làm nền đi trước nè, để tạo cái nền trước nè. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video lần này về việc là khi nào các bạn nên farm di vật và di vật nào các bạn nên farm để đưa ra một cái option tốt nhất. Và sau này khi mà các bạn đã đủ tài nguyên, dư giả tài nguyên rồi, các bạn muốn tối ưu thì lúc đó từng con nhân vật sẽ có những cái yêu cầu khác nhau. Khi nào nếu các bạn thắc mắc thì có thể mở stream của tụi mình vào cuối tuần để có thể theo dõi những cái mình sẽ chia sẻ những cái vấn đề này ha cho các bạn ha. Còn bây giờ thì video tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và subscribe cho kênh cũng như ủng hộ Wibu Game nhé. Còn bây giờ xin chào.